Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thưa cùng đại chúng. Hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày 28 tháng Giêng năm Canh Tý. Thưa đại chúng, thực hiện cái chủ trương về phòng và tránh dịch bệnh của Ban Tôn giáo Chính phủ cũng như của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc các chùa trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tạm thời ngưng tổ chức tất cả những cái lễ hội của Phật giáo cũng như những cái khóa tu tập trung đông người. Thì Minh Thiền cũng xin thông báo với đại chúng ở đây và đại chúng thông qua cái màn hình, đó là chùa của chúng ta tháng 2 này sẽ không tổ chức khóa tu Phật Thất. Không tổ chức khóa tu Phật Thất. Và ngày 19 tháng 2 hàng năm thì chúng ta đều tổ chức cái lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng năm nay chúng ta cũng không tổ chức, đợi cho đến khi nào dịch bệnh nó đi qua, rồi được sự cho phép của giáo hội thì chúng ta mới bắt đầu tổ chức lại các khóa tu và các cái ngày trọng lễ của chùa. Đó là xin thông báo để cho đại chúng ở hiện tại và đại chúng thông qua màn ảnh biết được về cái việc mà chùa chúng ta tại sao thông báo hoặc hàng năm đều tổ chức những ngày lễ, đều tổ chức những khóa tu hàng tháng mà năm nay không tổ chức, để đại chúng khỏi phải phân vân, khỏi thắc mắc. Thưa đại chúng, hôm nay lên đây có mấy câu hỏi trả lời. Mô Phật bạch Thầy, cho con hỏi sữa mũi có giàu không Thầy? Ở đây có ai đi sữa mũi không? Xấu quá thì đi sữa cho nó dễ nhìn thôi thì được. Chứ còn nó đi sữa mà giàu thì nghĩ rằng ai cũng nên đi sữa. Sữa mũi mà ăn ở không mà giàu đó là ngon á nghe. Được á. Cái lỗ mũi là cái dễ thấy nhất ở trên khuôn mặt. Thế cho nên nếu mà nó gãi, nó méo, nó xẹp lép á thì cũng nên đi trang trí lại một tí cho nó dễ nhìn. Chứ đừng có cái quan niệm là sữa mũi là giàu. Trong cái nhân tướng học, lỗ mũi ngắn là con đường công danh sự nghiệp không có. Lỗ mũi dài là con đường công danh sự nghiệp rạng rỡ. Lỗ mũi thấp thì là người hay đau yếu bệnh tật. Lỗ mũi cao là người có sức khỏe cường tráng. Lỗ mũi nhỏ là người nghèo khó về tài chính. Lỗ mũi to là người giàu có. Lỗ mũi tôi có to không? To mà đâu có giàu đâu. Thế cho nên tất cả những cái đó nó đều là cái quan niệm chứ nó không phải thực tế. Có những người lỗ mũi ngắn thấp nhưng họ vẫn rất giàu. Có những người tôi thấy lỗ mũi rất là to nhưng cũng đạp xích lô, chạy xe ba gác, vân vân. Như vậy nếu căn cứ vào cái lỗ mũi để nói về cuộc đời, nói về số phận của người đó thì hoàn toàn không đúng. Vì vậy nó quá xấu thì trang trí sửa một tí cho nó dễ nhìn, chứ đừng quan niệm đi sửa mũi là làm giàu cho cuộc đời, không có. Bạch Thầy, năm nay con 35 tuổi, vừa rồi có xây được một căn nhà. Con có thỉnh Phật về thờ và rước quý Thầy về làm lễ an vị. Nhưng có nhiều cô chú ở xung quanh bảo là con còn nhỏ mà thờ Phật là không nên, là có tội. Con hoang mang quá, xin Thầy chỉ dạy cho. Cô chú nào mà nói gì kỳ á? Thờ Phật có tội không ạ? Có tội hay có phước? Thờ Phật có phước chứ sao có tội. Có một số nơi họ quan niệm rằng phải trên 50 tuổi mới được thờ Phật, còn dưới 50 tuổi là không được thờ. Hoặc có những người nói rằng chúng ta là Phật tử chỉ thờ Bồ Tát Quan Âm thôi, không được thờ Đức Phật Thích Ca, không được thờ Đức Phật A Di Đà, thờ là phạm,
thờ là có tội. Thưa, 5 tuổi thờ Phật cũng tốt, 10 tuổi thờ Phật cũng tốt, 70 tuổi thờ Phật cũng tốt. Có nghĩa là bao nhiêu tuổi mà có tâm thành kính thờ Đức Phật thì đều tốt, chứ không hề có quy định là chừng đó tuổi mới được thờ, như dưới 50 là không được thờ, đó là sai. Vì vậy mà chúng ta không cần phải hoang mang. Nếu là Phật tử thì ráng siêng năng đi chùa để học hỏi thêm giáo lý, nghe quý thầy giảng, để không phải hoang mang trong những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Ai đó mà đến họ nói mày chưa đủ 50, mày 40, hoặc mày là Phật tử mà mày đi thờ Phật là có tội, thì mình mỉm cười thôi. Nếu thấy có thể giải thích cho họ hiểu thì giải thích, còn mà mình thấy họ có định kiến thì thôi, mỉm cười rồi cho qua, khỏi cần phải phân vân trong chuyện này. Ở đây mình nói thêm về cái cách thờ và hình tượng để thờ. Nếu là một Phật tử, Minh Thiền khuyên rằng nên học và tìm hiểu tường tận về cuộc đời và lịch sử của Đức Phật Thích Ca. Và nếu ở nhà chúng ta có bàn thờ thì chúng ta nên thờ Đức Phật Thích Ca. Bởi vì sao? Chúng ta là Phật tử đang tu theo giáo lý của Đức Phật. Mà giáo lý của Đức Phật nào? Giáo lý của Đức Phật Thích Ca. Dù các vị có tu thiền, các vị có tu tịnh độ, các vị có tu mật tông, hay các vị có tu nam truyền hay bắc truyền, thì đều là giáo lý của Đức Phật Thích Ca. Vậy thì Đức Phật Thích Ca là đạo sư của chúng ta, nên thờ Đức Phật Thích Ca. Ở chùa cũng vậy. Nếu ở chùa tượng lớn nhất, ngồi trên cao nhất, uy nghiêm nhất phải là tượng Phật Thích Ca. Kính bạch Thầy, con kể Thầy nghe, mong được Thầy cảm thông và an ủi. Mẹ con rất khó tính, con cháu trong nhà ai làm gì cũng không vừa ý. Bà đều bảo sai và bà chỉ dạy cách này cách khác và bắt buộc phải làm theo ý của bà. Con sợ sau này con cháu sẽ xa lánh, không dám gần gũi bà nữa. Mong Thầy chỉ con cách nào để giúp mẹ con không còn khó tánh khó chịu nữa. Đây là nỗi lòng của một người con thấy mẹ mình lớn tuổi nhưng khó khăn trong mọi việc, con cháu làm gì cũng không có bằng lòng, cũng không có vừa ý. Phật tử mình ở đây đừng có như vậy nha. Như vậy thì tuổi già cô đơn cô độc lắm, con cháu nó sợ. Các vị cứ nghĩ đi, con cháu mình nó thương mình, nó quý mình, nó gần gũi, nhưng rồi nó làm cái gì, nó nói cái gì mình cũng không hài lòng, mình cũng chê, mình cũng chửi hết. Mai mốt nó dám gần mình nữa không? Không. Nó mà không gần mình, mình không được quyền trách. Mình đừng nói độ thứ bất hiếu, độ thứ mất dạy, quanh năm suốt tháng không thấy ngó ngàng tới tao, quanh năm suốt tháng không thấy về thăm tao. Nó đã từng ngó ngàng tới mình đấy chứ, nó đã từng về thăm mình đấy chứ, nó đã rất hiếu thảo với mình đấy chứ. Nhưng do mình khó tính quá, khó tính quá. Vì vậy khuyên các ông cụ bà cụ lớn tuổi, tuổi già thì phải tập mỉm cười, tập vui nhiều hơn. Đừng để cho cái khó chịu, đừng để cho cái khó tính nó có mặt ở trong mình để rồi làm khổ con, làm khổ cháu của mình. Những người lớn tuổi mà lúc nào cũng vui vẻ đó, lúc nào cũng cười xề xà thì được rất nhiều người mến, rất nhiều người thương. Còn mà hở ra cái nhăn mày chau mặt thì không ai dám gần. Ông đó khó, bà đó khó chịu lắm, thôi đừng gần, gần bà chửi, gần ổng la, vân vân. Nhưng mà Thầy cũng khuyên luôn những người con hiểu được, người làm cha, người làm mẹ đôi khi tuổi già thân thể nó mệt mỏi, nó đau nhức, rồi khó chịu đó. Rồi cái khó chịu đó không biết phải đem đi bỏ đâu,
rồi gặp con, gặp cháu, làm những cái việc gì mà mình không hài lòng thì mình bỏ lên cuộc đời của nó. Cho nên đôi khi các vị cũng cảm thông cho tuổi già. Và cái điều thứ hai nữa là cái cách nhìn nhận của người lớn tuổi trong thời đại của họ và mình hoàn toàn khác nhau. Thí dụ khi các vị 70-80 tuổi mà thời trẻ của các vị lui về 50-60 năm về trước, các vị là những chàng thanh niên, là những cô gái có đời sống hoàn toàn khác với đời sống hiện tại của những chàng thanh niên, những cô gái 20-30 tuổi thời hiện tại. Vì sao? Các cụ 50-60 tuổi, 70-80 tuổi mà lui mấy mươi năm về trước thì đó là trong thời cuộc đất nước đang binh lửa, đang chiến tranh. Cho nên hoàn cảnh lúc đó nó khác với hoàn cảnh bây giờ, hoàn toàn khác. Cuộc sống lúc đó nó khác với cuộc sống bây giờ. Vì thế các vị cũng nên nhớ rằng đừng đem cái quan niệm, đừng đem cái cách sống mà mình đã từng sống ở lứa tuổi đôi mươi của nhiều năm về trước, trong thời cuộc chiến tranh, trong thời cuộc đất nước chưa phát triển, để đặt định, để chỉ dạy con cháu của mình bây giờ nó cũng áp dụng sống như mình. Sai. Hai thế hệ, hai hoàn cảnh, hai cuộc đời hoàn toàn khác. Nên đừng áp đặt con cháu phải sống theo mình, và đừng bao giờ bắt nó phải làm việc theo ý của mình. Vì mình lớn tuổi, mình có kinh nghiệm, nhưng chưa chắc cái nhìn nhận của mình đúng, chưa chắc cái nhìn nhận của mình chính xác hơn tụi nó trong cuộc sống hiện tại. Đó là lời khuyên của Minh Thiền dành cho các ông cụ và cụ lớn tuổi. Còn những đứa con, những đứa cháu thì nên nhớ, ông bà cha mẹ có khó khăn mấy thì mình vẫn phải giữ đạo làm con, vẫn giữ đạo làm cháu, phải gần gũi, phải chăm sóc và cảm thông hơn, vì biết người lớn tuổi thân thể hay đau bệnh hay là những cái việc họ muốn làm họ làm không được, vì vậy dễ bực bội. Dạ thưa thầy, con phải ăn chay trường bao nhiêu năm thì mới được vào chùa xuất gia? Hiện tại thì con chỉ mới ăn chay trường được có 2 năm, xin thầy chỉ dạy. Tốt quá ha, chuẩn bị cho một cuộc xuất gia ăn chay trường được 2 năm. Thực tế để mà nói, nếu như trước khi đi xuất gia mình có thời gian tu tập, có thời gian nghiên cứu về Phật pháp, có thời gian ăn chay trường, đó là điều rất tốt. Đó chính là những điều cơ bản để sau này trở thành người xuất gia mình phải thực tập và sống đời sống như vậy. Vì vậy chuẩn bị trước những điều mình sẽ gặp trong đời sống của người xuất gia là người có tầm nhìn tốt. Nhưng thực tế thì ở trong giới luật không hề có quy định cho người Phật tử phải ăn chay được 5 năm, 7 năm hoặc 10 năm thì mới được xuất gia, không hề có. Vì vậy mà nếu trước đó đã ăn chay trường được, trước đó đã biết ngồi thiền, trước đó đã biết niệm Phật, rồi vào chùa sống đời sống của một người xuất gia thì quá tốt. Còn nếu trước đó chưa từng ăn chay, chưa từng niệm Phật, chưa từng tụng kinh và bây giờ vào chùa phát tâm xuất gia cũng vẫn tốt. Trước đó mình không làm thì sau này vào chùa mình làm, còn trước đó đã làm quen rồi vào chùa làm tiếp nó tốt hơn. Vì vậy không có quy định cho mấy năm ăn chay trường mới được xuất gia, và cũng không hề có quy định là phải thuộc bao nhiêu bài kinh mới được xuất gia. Rồi mình đi xuất gia, ngày mai mình vô chùa để phát tâm xuất gia thì tối hôm nay mình được cô chú đó đãi cho một nồi cháo gà. Thưa đại chúng, mình đi tu, mình không có xin phép gia đình, mình trốn mình đi quê ở Tiền Giang mà mình trốn qua bên Bình Phước. Xong rồi có một anh ở Bình Phước á, ảnh mới dùng xe máy để chở mình đi về dưới Đồng Nai để cho mình đi theo cái chí nguyện là muốn xuất gia. Thì ngày hôm đó anh chở mình nhưng mà không ghé các chùa ở Đồng Nai, mà anh chở mình thẳng đi xuống Vũng Tàu thăm cái nhà người cô của anh á. Rồi hai cô chú đó là người Quảng Nam, nhưng rồi vào trong Vũng Tàu lập nghiệp, thì tiện đường anh đi thăm, anh chở mình đi luôn.
Thì xuống dưới đó cái cô chú đó mới hỏi ông, hai đứa con đi đâu mà ghé đây? Anh trả lời là chở thằng nhóc này nó đi xuất gia. Cái cô chú mới nói, cái gì tuổi còn trẻ mà mất gì đi xuất gia, nói giỡn hay nói chơi á? Nhưng nói thiệt, hai ông bà không tin. Nhưng khi hai ông bà hỏi chuyện mình thì mình mới nói con muốn đi tu thiệt mà, con muốn đi xuất gia. Hai ông bà mới nói con suy nghĩ kỹ chưa? Nói kỹ rồi. Thế là bà vợ mới nói, thôi ngày mai mà con đi tu rồi thì tối nay cô đãi con ăn cháo gà lần cuối. Mình nói thí dụ nếu mà cái căn cơ của mình nó cao, cái nghiệp mình nó ít thì lúc đó mình nói không không, ngày mai con tu rồi bữa nay con không sát sanh, đúng không ạ? Mình nghe người ta mời cháu gà cái mình ừ liền. Thì mình bây giờ mình nghĩ lại mình thấy tội lỗi gì đâu á. Cô đó có nói thôi để mời con ăn cháu gà, nấu cháu gà cho con ăn, cái mình đồng ý ngay thưa đại chúng. Rồi mình với con gái của cổ, hai đứa chạy hai đầu với con gà để bắt, bắt vô cho cổ cắt cổ. Thôi là kể lại thấy thương hai vợ chồng chú đó ghê. Tối lên ăn thì cái đùi á là bả không có chặt ra, bả để hai cái đùi lên, cái bả gấp cho mình một cái, ổng gấp cho mình một cái, mời mình ăn. Ổng mới nói một câu vậy nè: nhà chú là dân đi kinh tế, không có giàu có, nghèo khổ thôi, nhưng chú có hai đứa con gái. Đứa con gái đầu lớn hơn con 2 tuổi, đứa nhỏ bằng tuổi mày, nếu mày thích tao cho mày làm rể. Ông nói vậy đó. Mày, mà hồi đó mình mới có 13, 14 tuổi mà ông nói mày thích tao cho mày làm rể. Mà nói không không, con đi tu rồi. Thiệt ra hồi đó mình nhìn con bé đó, nó đâu có xinh đâu, chứ nói xinh xinh là cũng mệt đó. Bây giờ cũng dám không có ông thầy Minh Thiền lắm à. Nói để mình thấy rằng thực ra mọi thứ nó không hề có quy định trước. Cho nên làm cư sĩ thì có thể sao cũng được, nhưng làm người xuất gia thì bắt đầu vào chùa xuất gia thì có khuôn khổ, có phép tắc, có giới luật. Nhưng nếu là một Phật tử có ý định muốn đi xuất gia, muốn đi tu thì cũng nên thực tập, thực tập đời sống của người xuất gia ở tại nhà của mình. Đó là điều rất tốt, đó là điều rất tốt. Bạch thầy, con là người phụ nữ gãi gánh giữa đường, hai đứa con của con đã lập gia đình và đã ra riêng. Con thì một mình thui thủi, lắm lúc cũng cảm thấy tủi thân. Thời gian gần đây, nói gần chứ cũng đã 3 năm, có một ông đến tán tỉnh trao tình, và con được biết ông đã có gia đình, nhưng không hiểu vì sao con vẫn chấp nhận. Có lúc con muốn chấm dứt vì biết mình sai nhưng không làm được. Xin thầy chỉ cách để con chấm dứt, con kính tri ân thầy. Có hai đứa con mà lập gia đình thì cũng phải trên 40 rồi, đúng không ạ? Trên 40 rồi mà ham hố chi nữa. Để cái tuổi trẻ đôi mươi nó ham hố, chứ mình còn ham hố làm chi. Một người phụ nữ gãi gánh ly dị với chồng, có hai đứa con. Đôi khi hai đứa con nó làm niềm vui để sớm hôm thủ thỉ mẹ con. Nhưng rồi trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là điều tất nhiên trong cuộc sống. Hai đứa con cũng như vậy, nó lấy chồng rồi nó phải về nhà chồng. Còn một mình thui thủi, tủi thân. Có cái ông đó, ông đến, ông trao tình, chấp nhận. Nhưng khổ một cái đó là ông này vẫn còn gia đình của ông. Ông còn vợ, còn con. Theo đại chúng, điều này nên hay không nên? Hoàn toàn không nên. Nếu có thể thì chúng ta hãy đến với một người mà mình biết rằng họ chưa từng có vợ, hoặc họ có vợ, họ có gia đình, nhưng họ đã ly dị vợ họ, hoặc
là họ có vợ nhưng vợ họ đã chết và bây giờ họ sống một mình. Đến để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, đến để chăm sóc nhau trong những ngày tháng hiện tại và chăm sóc nhau về lúc tuổi già, có bầu bạn, đó là điều tốt, đó là điều bình thường. Nhưng người ta còn vợ, người ta còn con, người ta có gia đình người ta mà mình chấp nhận thì không khéo mình đang tự chuốc họa vào thân. 50 tuổi mà bị đánh ghen là kỳ lắm. Kỳ lắm. Mình xấu hổ phần mình không nói, con mình nó sẽ xấu hổ về mẹ. Rồi cháu ngoại của mình sẽ xấu hổ, hổ về bà. Bước chân ra đường, người ta sỉ vả con mình. Con nhỏ đó mẹ của nó giật chồng người ta, bị quánh tét cái lỗ tai, quánh gãi cái sống mũi. Kỳ không? Kỳ chứ. Cháu mình nó đi học, bạn bè nói bà ngoại mày đi giật chồng người ta, bị người ta quánh tét đầu, quánh gãi tai, vân vân và vân vân. Không nên. Vì vậy thầy khuyên là nên chấm dứt. Nên chấm dứt. 40-50 thì chưa hẳn đã là hết xuân. 40-50 còn xuân mà. Quan trọng biết chăm sóc mình chút thì vẫn còn đẹp, thì vẫn có thể có những người đến với mình để cùng chia ngọt sẻ bùi. Nhưng nên nhớ nha, tìm cái người mà họ không còn vướng bận gia đình á, tìm cái người mà họ đã ly dị vợ hoặc vợ họ mất rồi thì được. Không nên đến với cái người mà họ đang có gia đình. Có chuyện gì thì nó nhục nhã, nó xấu hổ cho bản thân mình chứ cho ai. Cái tiếng thơm á, thiên hạ ít có đồn lắm, nhưng cái tiếng xấu thì đồn ghê lắm. Vì vậy phải biết tự thương mình trong trường hợp này. Còn xin thầy chỉ cách nào để chấm dứt, thì thầy chỉ nói rằng cuộc sống này không phải chỉ có một người đàn ông đó, còn rất nhiều người đàn ông. Mà quan trọng mình sống tốt, sẽ có những người đàn ông tốt đến để thương yêu, để chăm sóc mình, không phải lo. Đừng có sợ ế. Ế là tìm người tử tế để mà thương. Đừng có vội khi thấy mình cô đơn rồi gửi gắm đời mình đại vào một con người nào đó thì hối hận không kịp. Thưa đại chúng, cuộc đời của ông thầy tu nhiều cái mình gặp cũng tức cười lắm. Nhưng mọi thứ xảy ra mình cảm thấy trân quý, cảm thấy biết ơn vì những ưu ái, những tình cảm của các vị dành cho. Thời gian gần đây Minh Thiền được người ta nhận làm con nuôi. Có một cô ở ngoài Hà Nội, một cô ở nước ngoài và một cô ở miền Tây. Cả ba cô gọi điện đến đều có ý định là thấy thầy dễ mến, thấy chắc có duyên với thầy trong nhiều kiếp, cho nên nếu thầy không chê thì xin được nhận thầy làm con nuôi. Có cái cô ngoài Hà Nội á, cổ nói mạnh lắm. Ở đây không thiếu bất kỳ thứ gì và thầy chấp nhận ở đây làm mẹ nuôi thì thầy cũng không thiếu thứ gì. Thầy chỉ cần đồng ý ngày mai đón chuyến bay vào trong Bình Dương gặp thầy, dẫn thầy đi mua một chiếc ô tô tặng thầy để làm quà kết nghĩa mẹ con. Ngon ghê không?
Rồi chúng nghĩ tôi nên đồng ý hay không đồng ý? Không đồng ý thì đi xe cọc cạch, đồng ý gật đầu một cái gọi tiếng mẹ cái có chiếc ô tô đi. Đôi khi thấy cũng sướng nha, đúng không? Rồi cũng có một cô ở nước ngoài cũng gọi về, cũng nói cũng có duyên với thầy, thấy thầy thấy cảm mến. Rồi thấy thầy cũng xem như là con cái trong nhà. Nếu được thì thầy nhận ở đây làm mẹ thì thầy không cần phải xài đồ Việt Nam nữa, thầy xài đồ Mỹ hết. Thưa, mình trả lời như thế này để chúng coi Minh Thiền trả lời như vậy đúng hay sai. Nếu đúng thì hoan hỷ với câu trả lời, còn nếu sai thì chỉ dạy cho Minh Thiền trả lời cho nó đúng. Minh Thiền nói là trước hết là thầy xin cảm ơn cô về tình cảm, về sự ưu ái mà cô dành cho thầy, cũng như cảm ơn cái nhân duyên mà cô biết đến thầy, chứ thật sự ra thầy chưa hề biết đến cô. Cô biết đến thầy qua những bài giảng, nhưng thưa với cô thế này, kể từ ngày thầy trốn gia đình để đi xuất gia cho đến ngày hôm nay, thầy chưa bao giờ gọi ba mẹ mình bằng một tiếng ba và mẹ. Đó là thật đấy, đưa đại chúng. Mình đi xuất gia từ lúc còn làm chú tiểu cho đến ngày hôm nay, người ta biết qua danh nghĩa là một ông thầy Minh Thiền, một ông giảng sư. Minh Thiền chưa bao giờ gọi ba, gọi mẹ của mình bằng một tiếng ba hoặc mẹ. Tất cả đều thay thế bằng tiếng gọi ông cụ, bà cụ. Minh Thiền nghĩ cái tiếng ông cụ, bà cụ đó là cái tiếng rất là tôn kính, rất là quý trọng. Minh Thiền gọi là ông cụ, bà cụ. Về nhà cũng vậy, ông cụ bà cụ của Minh Thiền gọi Minh Thiền là ông thầy, chứ không bao giờ dám gọi bằng con nha, gọi là ông thầy. Mình thì gọi lại là ông cụ bà cụ. Chào ông cụ thầy mới về, chào bà cụ ông thầy mới về. Thôi về thăm ông cụ bà cụ như đó đủ rồi, chào ông cụ bà cụ ông thầy đi nha. Chứ bao giờ nói con chào mẹ con đi, con chào ba con đi, hoặc là hỏi ba khỏe không, mẹ khỏe không. Ba mẹ của mình là người sanh ra mình không gọi là ba mẹ, hà cớ gì mình đi gọi người khác là ba mẹ. Cho nên Minh Thiền nói là ông cụ bà cụ của Minh Thiền, Minh Thiền còn không dám gọi tiếng ba tiếng mẹ. Cái ngày mà một người xuất gia đó xuống tóc á, phủi cái mái tóc này là phải hướng về ba mẹ để quỳ, để lại, để tạ ơn. Từ nay con xuống tóc tức là hình dáng đã khác, tên họ của con cũng đã khác, và bây giờ con là con của Đức Phật. Nếu con là con của ba mẹ thì con phải là con của tất cả những người nam người nữ có mặt trong cuộc đời này. Đức Phật dạy mình quán chiếu mà, những người bằng tuổi ba mình hãy xem đó là những người cha của mình, những người bằng tuổi mẹ mình hãy xem đó là mẹ của mình. Vì vậy ba mẹ bây giờ là ba mẹ chung hết, anh chị em là anh chị em chung hết, mọi người là chung hết, chứ mình không là của riêng ai, không của riêng ai. Vì vậy mà Minh Thiền nói thưa là ông cụ bà cụ ở nhà Minh Thiền cũng không gọi. Cho nên nếu như có thể thì chúng ta đến với nhau qua cái danh nghĩa là thầy trò, hoặc là một người xuất gia và một người Phật tử, chứ không thể nào đến bằng cái nghĩa, cái tình của một người mẹ nuôi, của một người con nuôi. Ở đây cũng không có chấp nhận để cho ai gọi mình là con nuôi, và ở đây tuyệt đối không bao giờ chấp nhận gọi ai là mẹ nuôi, là ba nuôi. Đại chúng đồng ý không? Nhưng nói thì nói, mình không có dám nói những người đó họ sai. Thực ra thì họ cũng là những người rất tốt, họ dành tình cảm cho mình, họ quý, họ mến, họ thương, họ mới nghĩ điều đó, chứ cũng không dễ gì. Nhưng mà trong cuộc sống này Minh Thiền thấy có những chàng thanh niên, những cô nàng nhận cha, nhận mẹ nuôi cũng nhiều lắm. Nếu như các vị là người 70 tuổi mà chưa từng có người con nào,
cuộc sống của các vị không sanh được con, các vị có thể nhận người này là con nuôi, nhận người kia là con nuôi, để cảm nhận được tình thương của một người mẹ trao cho con, và cảm nhận được cái tình thương của đứa con, nó gọi mình tiếng mẹ, tiếng ba, đó cũng là điều tốt. Nếu như các vị là người sanh ra giữa cuộc đời, các vị mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ, các vị không biết cha, không biết mẹ của mình là ai, từ ở nơi cửa miệng chưa bao giờ được gọi tiếng ba ơi, hoặc chưa bao giờ được gọi tiếng mẹ ơi, thì có thể nhận một người nào đó làm ba nuôi hoặc mẹ nuôi, để cảm nhận được tình thương của cha dành cho con, và cảm nhận được tình thương của con dành cho cha, cũng là cái lúc có cơ hội để các vị gọi được tiếng ba ơi, gọi được tiếng mẹ ơi. Chứ còn nếu bây giờ cha mẹ mình còn sống, mình không hiếu thảo, cha mẹ mình còn sống, mình không chăm sóc, mà mình đi nhận người này làm ba nuôi, nhận người này làm mẹ nuôi, để rồi mình quan tâm, mình chăm sóc, thì mình thấy mình có tội với cha mẹ mình không? Tội chứ. Còn nếu như bây giờ trong cuộc sống ta được người đó nâng đỡ, ta được người đó giúp đỡ mình nhiều thứ, để rồi ta thấy cái ơn của họ đối với mình quá lớn, mình gọi họ cái tiếng mẹ, cái tiếng cha, để bày tỏ cái lòng của mình đối với họ, cũng là cách để mình trả ơn họ, thì điều đó cũng đúng. Nhưng tất cả mọi sự ưu ái và lòng hiếu thảo phải dành cho cha mẹ người đã 9 tháng cô mang đẻ đau nuôi dạy mình trước, chứ không thể vì cha mẹ nuôi là người lo cho mình, đỡ đầu cho mình, rồi mình chỉ biết cha mẹ nuôi thôi, còn cha mẹ ruột thì mình bỏ đi. Thứ nhất là mình mang tội bất hiếu, thứ hai là mình làm đau lòng cha mẹ của mình. Mình còn sống sờ sờ đây, nó không lo cho mình, nó đi gọi cái ông nào làm ba, nó đi gọi cái bà nào đó làm mẹ. Tủi thân chứ, tủi thân. Và trở lại vấn đề cũng vậy, nếu như mà mình chưa từng có một đứa con để gọi tiếng mẹ, chưa từng có đứa con để gọi tiếng ba, mình tìm một người nào đó bằng nhỏ hơn mình, hoặc mình nghĩ rằng họ là con của mình, để rồi mình quan tâm họ, mình lo lắng cho họ, để mình cảm nhận được cuộc đời dù sao mình cũng có người để gọi mình là mẹ, có người gọi mình là ba, điều đó cũng đúng. Nhưng các vị nên nhớ rằng, nếu như các vị có 5-7 đứa con, các vị chẳng thương, chẳng quan tâm, chẳng chăm sóc nó, mà đi nhận một người ngoài để làm con nuôi, để rồi quan tâm chăm sóc, những đứa con này bỏ ở đâu? Tủi thân cho tụi nó chứ. Nhưng mà trong cái cuộc sống này bây giờ mình thiền thấy rất nhiều nghe, rất nhiều có những người có con thì không quan tâm, cái chuyện học hành làm việc của nó cũng kệ nó, mặc tình nó, nó muốn sao đó, nó muốn gặp ai đâu ngoài đường cái nhận về làm con nuôi, rồi khóc lóc vì cái đứa con nuôi đó, hết tiền hết bạc vì đứa con nuôi đó, có nên không, có đáng không? Không. Vì vậy ở đây Minh Thiền không dám chỉ trích, cũng không dám ngăn cản Phật tử về cái việc tìm một người để nhận làm con nuôi, hoặc là tìm một người để nhận làm ba nuôi, làm mẹ nuôi. Nhưng tất cả mọi thứ nó cũng cần phải soi sáng trong từng hoàn cảnh. Đừng nghe người đó gọi mình tiếng con, cái mình gọi lại họ là mẹ, là ba. Đừng nghe người đó gọi mình tiếng ba, tiếng mẹ, thì mình cho đó là con của mình, mà trong khi ba mẹ mình không lo, trong khi có những đứa con của mình không thương yêu, mình không dạy bảo, mà mình đi dành tình cảm cho người bên ngoài, cũng rất tội những người họ có huyết thống với mình. Có Phật tử hỏi là Phật tử đã quy y Tam Bảo rồi, thọ ngũ giới của Phật rồi, vào những ngày đầu năm có nên đi ở cái miếu Bà Châu Đốc hoặc là núi Bà Đen đồ không? Phật tử ở đây có đi không? Có không? Có hả? Cũng có người trả lời có. Có nhiều Phật tử vẫn đi và vẫn dâng cúng
heo quay. Vì sao? Vì đó là những người mua bán, những người làm ăn lớn. Họ không an tâm cho cuộc thương buôn, họ không an tâm cho công việc của mình, vì họ không đủ tự tin vào cái khả năng công sức của mình, nên họ phải nhờ vả vào một bậc bề trên nào đó bảo kê bảo hộ cho họ, bằng cách là họ đến những cái đình, những cái miếu để quỳ xuống khấn nguyện cầu xin những vị thần linh ở đó hãy giúp đỡ cho họ năm nay công việc làm ăn được suôn sẻ, năm nay mọi thứ tốt lành, thì sang năm sau họ sẽ đến để tạ một con heo, tạ một cái áo, vân vân và vân vân. Có khi họ sắm vàng họ tạ nữa. Thực tế điều này không hề vi phạm đạo đức, cũng không có gì là sai, và nó cũng là một hình ảnh đẹp cho những người dân, cho những người mua bán có niềm tin, có tín ngưỡng vào những vị thần linh, vào Thượng Đế. Vì họ tin rằng những thần linh, những Thượng Đế đó có thể giúp đỡ họ. Và mình không dám đánh giá bằng quan niệm của một người tu sĩ về việc này là đúng hay là sai. Nhưng ở đây Minh Thiền chỉ xin được có lời khuyên, mà khuyên những người đã quy y, là những người chính thức làm đệ tử của Đức Phật. Chúng ta cần phải nhìn nhận giàu có hay nghèo khổ, khổ đau hay hạnh phúc, được hay mất, tất cả nó đều thuận theo nhân quả hết. Không có bất kỳ việc gì trong đời sống của chúng ta thoát ra ngoài nhân quả. Vì vậy chúng ta sống trong nhân quả và bị nhân quả chi phối. Ngày hôm nay làm ăn mọi thứ thất bại thì phải nhìn vào thực tế, chúng ta đã đầu tư đúng chưa? Chúng ta làm đúng quy trình, đúng quy cách chưa? Rồi chúng ta đã dành hết tâm tình của mình vào cái công ăn việc làm này chưa? Xét thực tại để thấy sự thất bại của mình nó đến từ đâu và những nguyên nhân nào để chúng ta cố gắng khắc phục nó. Còn nếu như chúng ta đã làm mọi thứ tốt nhưng không có phước lành, mà người xưa nói là không gặp thời, không gặp vận đó, mọi thứ làm ra vẫn đổ vỡ trong khi bao nhiêu người xung quanh làm tốt, thì phải ý thức được rằng những người làm tốt kia là những người họ có phước, họ đã tạo được phước lành, được phước lành bảo hộ. Vì vậy cuộc sống của họ bây giờ làm gì cũng suôn sẻ. Còn chúng ta chưa từng tạo phước lành, chúng ta cũng làm y chang như họ, có khi ta làm tốt hơn họ nhưng lại thất bại. Chúng ta chưa từng tạo được phước lành trong quá khứ. Và nếu như cuộc sống của chúng ta làm việc gì cũng thành công, làm việc gì cũng vừa ý, hoặc có khi nó vượt quá luôn cả cái mơ ước của mình, cái mong muốn của mình, thì phải biết rằng ta là người đã tạo được phước lành trong đời sống hiện tại, và phước lành trong quá khứ của chúng ta rất là lớn. Vì vậy đó là cái vấn đề để chúng ta nhìn nhận. Chính phước lành là cái để giúp đỡ cho mọi thứ trong đời sống này tốt hơn, đẹp hơn, suôn sẻ hơn, chứ không phải là yếu tố của một vị thần, một vị thánh nào cả. Và bây giờ mình cũng khuyên chân tình, nếu Phật tử các vị vẫn chưa đủ tự tin vào bản thân, vẫn muốn cầu nguyện, vẫn muốn van xin, thì người xứng đáng nhất, tôn quý nhất, và người mà các vị cần quỳ xuống để cầu xin nhất, van nài nhất là ai? Là Đức Phật. Mình là đệ tử của Đức Phật, mình là con của Đức Phật. Đạo sư của mình không xin, cha của mình không xin, mình đi xin ai bây giờ? Đúng không ạ? Đúng không? Vì vậy các vị đến xin thì Đức Phật cũng sẽ mỉm cười và nói rằng ta không có quyền ban cho con đâu, và tất cả những vị thần linh khác cũng không hề có quyền để ban cho con. Con muốn mọi thứ tốt thì con hãy sống tốt, con muốn công việc thành công thì phải đầu tư cho đúng mức, làm hết cái tấm
tấm chân tình của mình, làm hết khả năng của mình và cố gắng ngoại giao cho thật tốt, mọi thứ nó sẽ tốt. Chúng ta thường hay đổ lỗi cho một sự thất bại là bởi do chúng ta không được thần linh che chở, không được thần linh bảo hộ. Thưa với đại chúng, nếu chúng ta đổ lỗi cho điều đó là chúng ta mang tội rất là nặng. Bởi vì nếu các vị thần linh, các ngài có thể giúp được cho chúng ta giàu sang, giúp được cho chúng ta có một đời sống an bình, hạnh phúc, thì các ngài luôn sẵn sàng giang đôi tay của mình ra để giúp đỡ. Nhưng thưa với các vị, mọi thứ phải phụ thuộc vào nhân quả. Và bây giờ Minh Thiền xin dẫn chứng lại lời của Đức Đa Lai Lạt Ma, một vị thánh trong cuộc sống hiện tại. Ngài nói rằng, nếu bạn gặp Đức Phật Thích Ca, bạn gặp Chúa Giê-xu, bạn gặp Thượng Đế, và bạn nói với Ngài rằng, xin Ngài hãy lấy tất cả những bất an và đau khổ trong cuộc sống của loài người để đem nó quăng bỏ một nơi nào khác, để cho loài người được bình yên, cho loài người được hạnh phúc, cho loài người được giàu có. Lúc đó bạn sẽ nhận được câu trả lời từ Đức Phật Thích Ca, từ Chúa Giê-xu, từ một vị Thượng Đế rằng, chính các bạn là người tạo nên những điều đó, những điều tồi tệ đó là do các bạn tạo nên chứ không phải do chúng tôi đem đến. Nếu chúng tôi đem đến, chúng tôi sẽ lấy nó đi, nhưng bởi do các bạn là người tạo ra nó, thế cho nên chúng tôi không thể nào lấy nó đi giúp các bạn được. Vì vậy chính các bạn là người phải chịu trách nhiệm về nó, các bạn phải là người xử lý nó. Khổ đau do chúng ta tạo ra thì chúng ta phải xử lý nó. Bất an do chúng ta tạo ra, chúng ta phải xử lý nó. Không phải một mâm trái cây, một con gà, một đĩa xôi hay một con heo có thể giúp cho chúng ta thành công. Các vị nghĩ lại đi, tất cả những việc làm của mình tốt là nhờ vào rất nhiều những yếu tố, rất nhiều những yếu tố, rất nhiều những khối óc, rất nhiều những bàn tay giúp đỡ chúng ta. Là một Phật tử, Minh Thiền khuyên các vị có thể học hỏi những cái nét đẹp văn hóa của dân tộc, của nhân gian, của ông bà xưa để lại. Điều đó là tốt, nhưng nên nhớ không được mê tín, không được mụ mị. Các vị cũng có thể đến các nơi đình miếu, nếu như các vị muốn đến, để tìm hiểu, để biết về nơi đó cũng được. Và nếu như các vị có lòng thì nên cúng một đĩa trái cây, một bình hoa là đủ. Đừng có giết gà, giết heo để dâng, để cúng. Các vị thần thánh họ không dùng máu thịt của chúng sinh đâu. Và các ngài cũng không bắt buộc chúng ta phải cúng. Vì các ngài nói rằng, ta chưa từng giúp con thành công trong việc đó, cho nên cũng không cần cúng trả lễ. Đó là điều rất thật. Nhưng mình nói điều này ra vì thiên hạ chửi cho coi, nhưng bắt buộc phải nói để khuyên Phật tử. Nếu như muốn tìm hiểu, muốn biết, nên đến, nên học hỏi. Nhưng nên nhớ rằng, chúng ta là đệ tử của Đức Phật, chúng ta có một cái gia tài, một gia tài đồ sộ về tri thức, về sự hiểu biết của cuộc đời, về những điều phá bỏ mê tín, phá bỏ dị đoan, để chúng ta sống với một đời sống thực tại. Vậy thì chúng ta đừng nên phụ lại cái gia tài của Đức Phật để lại cho chúng ta để chạy theo, để tìm tòi, để van nài, để xin xỏ một gia tài của bất kỳ ai. Nhớ như vậy. Và tóm lại là Minh Thiền không dám cấm đoán, không dám bắt buộc quý Phật tử là đừng đi đến đó, đừng đi đến đền cô miếu cậu. Các vị có thể đến đó học hỏi, các vị có thể đến đó tìm hiểu về cái nguồn gốc lịch sử, vân vân và vân vân. Nhưng nên nhớ, không được mê tín, không được mê tín. Và hãy dành trọn vẹn lòng tôn kính tuyệt đối với Đức Phật. Là đệ tử của Đức Phật, người tôn quý bậc nhất để chúng ta tôn thờ, học hỏi và lễ lại, đó chính là Đức Phật.
đừng mang danh nghĩa là một Phật tử, một đệ tử của Đức Phật, nhưng lại không có sự tôn kính, không dành trọn trái tim và khối óc cho Đức Phật, mà lại dành nó cho một người khác. Như vậy thì chúng ta đang phụ lại chính cái gốc rễ của chính mình. Đó là câu trả lời của Minh Thiện dành cho câu hỏi A Di Đà Phật. Xin cảm ơn. Thưa đại chúng, thì hôm nay Minh Thiện có mấy câu hỏi để trả lời đại chúng và chia sẻ tâm tình như vậy. Trước khi kết thúc, Minh Thiện có một ý gửi đến đại chúng. Cuộc sống này chúng ta không bao giờ muốn xảy ra những điều bất an và đau khổ cho bản thân của mình, cũng như những người cùng sống chung trên hành tinh này. Nhưng thưa với các vị, thiên tai, dịch bệnh, hạn hán, mất mùa, nó luôn luôn tồn tại trong thế giới loài người của chúng ta. Vì vậy thì bản thân của chúng ta phải cố gắng tu tập nhiều hơn, tạo được nhiều phước lành hơn, để có những cái điều không may mắn nó đến với đời ta, chúng ta có đủ phước báo, đủ công đức để vượt qua nó một cách nhẹ nhàng. Và chúng ta cũng đem năng lượng yên bình của mình có được để hồi hướng cầu nguyện cho thế giới này bớt thiên tai, thế giới này bớt dịch bệnh, thế giới này hết chiến tranh, vân vân. Trong cái đợt đại dịch này, chúng ta chưa biết ngày nào nó sẽ đi qua, ngày nào nó sẽ chấm dứt. Nhưng nếu là một người Phật tử thì phải động lòng thương xót với những mảnh đời, những con người họ đã hy sinh, họ đã mất đi, hoặc là những con người họ đang nằm trên giường bệnh vì cái trận đại dịch corona này. Chúng ta hãy cố gắng dâng lời cầu nguyện của mình lên Đức Phật và cố gắng tạo thật nhiều phước lành bằng những việc làm thiết thực để hồi hướng, để cầu nguyện cho những người đã mất, cho những người đang nằm trên giường bệnh và cho những người còn bình an, để cho họ không phải vướng vào những căn bệnh này. Những người trên giường bệnh sớm được bình phục, sớm được khỏe, và những người đã mất, cầu nguyện cho họ được siêu thoát về thế giới an lành của mười phương chư Phật. Đó là việc làm mà những người Phật tử, những người có trái tim thương yêu chúng ta bây giờ phải làm. Chúng ta không thể ngồi đó để chế ra những loại vaccine như bao người khác, họ phải nghiên cứu miệt mài. Thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng tạo được năng lượng thật lành bằng trái tim thương yêu của mình để gửi đến với những người đang trong cái cơn đại dịch này. Đó là điều Phật tử nên làm. Vì vậy hãy tu tập nhiều hơn một chút nữa, niệm Phật nhiều hơn chút nữa, tọa thiền nhiều hơn chút nữa, trì chú nhiều hơn chút nữa, đem cái nhiều hơn chút nữa đó để hồi hướng, để cầu nguyện cho thế giới được yên bình, cho con người được bình an. Xin cảm ơn đại chúng đã ngồi lắng nghe.